Sáng 5 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ bắt khẩn cấp đối tượng lừa chạy án cho một phòng khám tại thành phố Biên Hòa có dấu hiệu trục lợi tiền bảo hiểm vừa bị khám xét gần đây. Qua điều tra, đối tượng Hướng Nghiệp Thắng, 49 tuổi, ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, khai nhận sáng 30 tháng 5, Thắng đọc tin tức trên mạng xã hội được biết Công an thành phố Biên Hòa khám xét hàng loạt phòng khám trên địa bàn để điều tra dấu hiệu trục lợi bảo hiểm xã hội, trong đó có phòng khám D, khu phố 4, phường Tân Hiệp. Lúc này, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên vào mạng xã hội tra cứu thông tin về phòng khám. Biết được ông X, sinh năm 1948, là người đại diện theo pháp luật cũng như số điện thoại của phòng khám. Tối cùng ngày, Thắng gọi vào số điện thoại phòng khám gặp ông X, tự giới thiệu mình tên Sơn, cán bộ công an thành phố Biên Hòa, yêu cầu giao 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị. Nếu không giao tiền thì sau khi ông X điều trị bệnh xong sẽ tạm giữ. Ông X hứa chi 300 triệu thì Thắng chê ít và đề nghị đưa đủ tiền rồi hướng dẫn ông X cách thức giao tiền. Khoảng 7 giờ ngày 31 tháng 5, Thắng chạy xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Biên Hòa rồi chỉ cho người nhà ông X bỏ tiền vào bụi cây giữa hai làn ô tô đối diện công an thành phố Biên Hòa. Nghi ngờ bị lừa đảo, người nhà ông X gọi cho Thắng thì không liên lạc được, quay lại chỗ để tiền thì không còn nên đã báo cơ quan chức năng. Sau khi lấy tiền, Thắng bẻ sim điện thoại vứt đi rồi lấy số tiền trên trả nợ thua cá độ bóng đá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã truy bắt được Thắng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.